Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này về cái sự kiện uh, <laughs> nhận trang phục của Linh Quân Mobile. <laughs> đây là một cái trang phục nhận uh, trang uh, đây là một cái sự kiện nhận trang phục miễn phí nha mọi người. Nhưng mà trang phục này nó sẽ nhận vào ngày mùng 1 Tết các bạn muốn nhận một trang phục miễn phí thì các bạn phải làm một cái nhiệm vụ khá là đơn giản theo mình thấy nó là đơn giản thôi đấy thì các bạn muốn uh, chi tiết xem rõ thì có thể vào cái uh, trang liên quân chấm chấm gạch chéo tin tức nha mọi người tin tức sự kiện Tết đấy thì uh, mình vào đây rồi mình đã vào sẵn đây rồi nha Đấy sự kiện Tết ngày 2019 uh, phần 4 nha. <laughs> rất là nhiều phần luôn chia sẻ lời chúc mùng một nhận trang phục miễn phí đấy thì uh, cái trang phục này thì uh, mình thấy nó cũng khá đơn giản thôi đây à, hội đồng mình xin gửi lời uh, gửi tới các kiện tướng sự kiện chia sẻ lời chúc mừng một nhận của uh, trang phục miễn phí <laughs> các kiện tướng chỉ cần thu thập đủ lời chúc là các kiện tướng có thể nhận được trang phục miễn phí đấy đã có thể nhận được trang phục miễn phí cũng có thể uh, may mắn nhận được cái bao lì xì 100 triệu này rồi bao lì xì một triệu đồng này đấy nhớ là ngày vào ngày mùng 1 Tết nha hôm mùng 1 Tết mới mới nhận được nha mọi người. Các bạn có thể làm nhiệm vụ từ bây giờ nhưng mà thu thập mạnh nhưng mà đến Tết thì mùng 1 Tết thì mới đổi được cơ. ở trong thời gian diễn ra sự kiện các hiện tượng thực hiện các nhiệm vụ mỗi ngày để nhận được lời Nhận được lượt nhận lời chúc. Đó chính là nhiệm vụ này đăng nhập này, nhận được hai Hai lượt này, gửi lời chúc cho bạn bè lần đầu tiên trong ngày được một lượt này. Thắng lần đầu tiên trong đấu trường đấu hạng trong ngày là hai này tích lũy ba lần hạ gục hoặc 3 lần phụ đầu tiên trong ngày là một này đấy với các phần thưởng à, với các lần rút thưởng các kiện tưởng vào trang sự kiện tại đây để tiến hành thu thập lấy chúc nhưng mà từ từ đã đây này, vào đây được nhé mọi người mình bây giờ mình vào xem phần thưởng là những cái trang phục gì đấy nhá đấy trang phục gì hiện tại mình thấy là có butterfly tên nữ công nghệ lết họa thật sư chị về kiếm tiểu thư, tôi lên nhà thám hiểm, Omen sĩ quan viễn trinh, Anna Hồ Quý Phi uh, Violet Nữ Đặc Cảnh Moren Chú Thợ Điện Theo mình thấy số này thì mình thấy thích cái trang phục uh, Butterfly tên những công nghệ này à, Thích nó khá là đẹp Còn nếu các bạn không muốn nhận cái trang phục nào thì các bạn có thể đổi tam vé kho báu nhá Đấy ngoài ra các hiện tướng may mắn sẽ có cơ hội nhận được một trong các uh, hiện vật vật phẩm hiện vật cực kỳ giá trị đó chính là một vòng bao lì xì trị giá 100 triệu Việt Nam đồng một phong bao lì xì trị giá 1 triệu Việt Nam đồng thời gian từ ngày 28 tháng 1 đến ngày mùng 7 tháng 2 năm 2019 hôm nay là ngày 29 đấy nghe bắt đầu từ hôm qua cơ nhưng các bạn bây giờ vẫn có thể gọi là thu thập nhá đó các bạn vào bên đây này đó mình thì mình đã đăng nhập rồi mình đăng nhập rồi thì có đăng nhập thôi nó sẽ nhận được hai lượt rút hai lượt rút thưởng nhá đấy thưởng nó bên này tiếp tục còn lại không lượt này mình rút mất rồi nhận được cái mảnh đầu lâu à, quên đầu lần nha đấy có lịch sử tham gia này có quy tắc các bạn có vào tin quy tắc là nhiệm vụ hàng ngày để nhận lượt rút thưởng này cách cử lời chúc này đó người chơi có thể dùng facebook Ok thì uh, quy tắc của mình thì theo như mình thấy thì hồi nãy mình đã nói rồi đấy mọi người Tất cả người chơi đều có cơ hội nhận bao lì xì kèm rơi trang phục Tết Hãy nhớ quy đội mạnh vào mùng 1 Tết nhé Thì uh, cái quy tắc này hồi nãy mình cũng đã nói sơ qua rồi nhỉ Theo như mình thấy thì nó cũng có gì đâu Mình đã nói hết rồi đấy uh, Nhận đây này, nhận nhiệm vụ hàng ngày này Đăng nhập được hai nhiệm vụ này hai, hai lượt rút thưởng này gửi lời chúc cho bạn bè đầu tiên trong ngày nhận một lượt rút thưởng khi bạn nhận thành công này nhận một lượt rút thưởng khi bạn nhận thành công này bạn bè mình gửi cho mình ấy thì mình mới nhận được nhá mới rút được nhá thắng đòn đầu tiên trong bản đồ năm năm thường hoặc đánh hạ một ngày trong hai trong ngày sẽ nhận được hai lượt rút thưởng cho mình thấy là cái này đăng nhập là dễ dàng này thắng đầu tiên trong bản đồ năm năm này nhận được hai là bốn lượt rồi này còn cái gửi lấy chúc này thì các bạn phải bạn bè phải uh, uh, nhận được cơ thì mới có được một lượt tích lũy 3 điểm nhá theo mình thấy là sơ sơ là có 45 năm lượt là rất là đơn giản rồi đấy. đó đây là cách gửi lời chúc này các bạn thì chia sẻ lên Facebook, chia sẻ lên Facebook. bạn bè ấn vào thì mình mới nhận được một vật phẩm cơ, <laughs> lời chúc cơ. đấy, cách gửi lời chúc à, cái này là kiểu như là gửi lời chúc nha mọi người cái này nếu như các bạn uh, mở được hai cái đầu lân thì các bạn cho đi một cái được nhá như là mình uh, thiếu thì mình có thể uh, kêu bạn bè gửi cho mình hoặc là mình uh, thừa thì mình có thể cho bạn bè cái mảnh vật phẩm đó đây là tỷ lệ uh, nhận lời chúc mỗi ngày nha mọi người thỏi vàng pháo hoa lồng đèn bánh trưng mâm quả, hoa mai đầu lân đó ba mươi tết thỏi vàng heo vàng không phần trăm không rơi là 16%. phần trăm đây có là bao nhiêu phần trăm đây này không rơi là 18% này. đến mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết này. Và đây là cách nhận uh, trang phục. Thu thập đủ 8 lại lấy chỗ khác nhau, ấn vào nút đổi trang phục Tết trên giao diện sự kiện. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm tới hòm thư trong game, đây này. Đây nha mọi người. Đổi trang phục này nhưng mà mùng 1 Tết thì mình mới có thể gọi là đổi được cơ, chứ bây giờ không có đổi được. Bây giờ chỉ có thể rút thôi mở túi đồ và mở vật phẩm để chọn một trong tám trang phục vĩnh viễn có trong sự kiện. Mỗi tài khoản Facebook Garena chỉ có thể nhận được một trang phục Tết. Ờ, thời gian nhận rương là ngày mùng 1 Tết nha. đến ngày mùng 3 Tết à. Đúng không? Đến hết ngày mùng 3 Tết, nếu không có nếu không nhận rương từ sự kiện thì không thể nhận lại. Người chưa đăng ký tài khoản chơi Liên Quân Mobile chỉ có thể thông qua việc bạn bè chia sẻ được thu thập lời chúc sau khi tạo tài khoản liên quan mobile mới có thể uh, nhận lượt rút thưởng từ uh, các nhiệm vụ hàng ngày do số người tham gia sự kiện là vô cùng nhiều hệ thống cần có thời gian nhất định để làm mới uh, dữ liệu chuyển đổi và quà tặng hy vọng nhận được uh, sự thông cảm của mọi người đấy là cái uh, kiểu như là nếu mà các bạn làm gì mà nó bị lỗi hay là bị kẹt gì ấy, thì thông cảm tại vì đông người quá họ sẽ bị hay bị lỗi đấy thì đây là mình có uh, giới thiệu sơ sơ qua về cái uh, sự kiện uh, uh, mùng một Tết nhận trang phục miễn phí nha mọi người tổng cộng theo mình thấy là có hai bốn sáu tám trang phục miễn phí này đấy cảm ơn uh, các bạn và à, đúng rồi có thể các bạn may mắn uh, có thể nhận được bao lì xì một triệu này rồi bao lì xì 100 triệu việt nam đồng này đấy các bạn chỉ cần uh, thu thập những cái mảnh này nó cũng đơn giản thôi mà đánh một trận đánh hạng rồi uh, đăng nhập là mình có thể rút được bốn lượt rồi còn hai cái kia thì uh, nếu mà không cần cũng được Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình Chúc các bạn xem video vui vẻ Nhớ ấn đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nha Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau Đây là một cái uh, sự kiện Nói uh, chung là nhận trang phục miễn phí Nó miễn phí thôi, chỉ cần làm sơ sơ là mình có thể nhận được trang phục rồi Chúc các bạn may mắn nha. Bye bye